lời quyết định về lần này là một cái quyết định nó cực kỳ khó đó mấy Cường. 12 năm qua Cường biến mất trong lúc mình đang ở một cái sự yêu thương của rất nhiều người. Sau cái chuyện đó mình không có thành công, mình thấy mình có lỗi gì rồi. Sau bao nhiêu cái lỗi lầm đó, tôi mong muốn rằng mình phải sửa được bản thân mình, xác định được mình vẫn là con người bình thường, mình chắc chắn phải có lỗi rồi. Và khi mình có lỗi thì mình phải biết sửa lại. Nếu như Thường không nhận vị, Thường không từ như vậy ở bên kia, Thường quay về Việt Nam, Thường sẽ không ở bên này. Nên đây là cái tâm quyết mà Thường mong muốn để quay trở về trong này, để cảm ơn tổ nghiệp thật sự đã cho mình rất là nhiều thứ mà 12 năm qua mình không biết. Và cái sự trở lại kỳ này nó không phải là để chứng minh là mình phải nổi tiếng hay là mình chứng minh mình cái gì cả, nhưng mà nó thuộc về sự cống hiến nhiều hơn. Và mục đích một lần cuối cùng nữa, sau cái phim công chiếu cái ngày 30 tháng 4 á, thì Cường cũng sẽ đi siêu tour và cũng xin anh Hải là cho tôi phát hành ở bên Mỹ, cho thị trường bên Mỹ, để tôi giới thiệu cho cộng đồng bên Mỹ, kiều bào bên Mỹ và những cái nước lân cận ở Mỹ biết được phim Việt Nam, cái văn hóa Việt Nam mình. Thì hy vọng cái lần cuối cùng mình cũng làm gì đó cho mọi người, cho cả nhà, cho những cái ngắn nhỏ của mình. Xin chào quý vị.